Xin chào tất cả mọi người, em là Mai Quang Hảo. Hiện tại thì em Hảo đang có mặt tại tuyến đường. Tuyến đường này là tuyến đường Hương Lộ 2 nha anh chị. Hôm nay thì Hảo đang có mặt tại quán cơm Lò Mổ Thu Trang, chuyên về bò và trâu nha anh chị. Thì đặc sản của Tây Ninh mình là chính là thịt bò nha các bạn. Dạ. Thì hôm nay á, thì em Hảo đang có mặt tại vị trí này trên con đường Hương Lộ 2, con đường từ thành phố Hồ Chí Minh mình có thể đi về tới đây được luôn. Và Củ Chi đi đường này đi về tới đây luôn nha mọi người. Và Bình Dương cũng đi qua tuyến đường này nha anh chị. Bình Dương thì qua đường nào? Thì đi qua đường cái cầu mà cầu Bến Xúc nha anh chị. Bến Xúc ở Dầu Tiếng. Thì đi qua đường này nha anh chị ơi. Dạ. Thì hôm nay em Hảo đang có mặt tại vị trí này để quay giới thiệu cho anh chị cô chú mình một cái lô đất nằm ở trên mặt tiền đường Hương Lộ 2 này, với diện tích là ngang là 9m và dài là 45m nha anh chị. Dạ, thì trên tuyến đường này là có rất là nhiều quán bò luôn nha anh chị và quán ăn. Hôm nay thì em Hảo sẽ chạy giới thiệu cho anh chị cô chú mình những cái quán ăn ở trên tuyến đường này và là sẽ là quay giới thiệu cho anh chị của chúng mình một cái lô đất ở trên mặt tiền đường này nha. Được rồi, mình sẽ đi ạ. Ở khu vực này á, là quán ăn chuyên về bò rất là nhiều anh chị ơi. Anh chị có thể thấy là những cái quán, những cái bảng rất là nhiều. Ở đây là bên đây là quán ăn Úc Sự. Còn ở kế bên là quán cơm nha anh chị. Rồi ở đây á, là có một cái quán ăn tên là Úc Trung. Đây các bạn, cơm nướng, lẩu, bò, cháo tùm lum rất là nhiều luôn anh chị ơi. Đây, ở bên đây thì quán cơm Úc Nghĩa anh chị ơi. Còn ở bên đây á, thì có một cái quán cơm Thì Văn rất là nổi tiếng. À, con đường này thì mình sẽ chạy đi ra tầm khoảng chừng 400m nữa là mình sẽ đi ra tuyến đường gọi là tuyến đường liên tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh. Là đường đó là đường tỉnh lộ 19, còn được gọi là đường DT782. Ở đây thì quán ăn rất là nhiều, em nói thật với anh chị luôn, quán ăn rất là nhiều. Ở bên đây thì cũng là chuyên về gà với lại là trâu luôn anh chị, trâu và bò nữa. Thì hai bên là quán ăn không anh chị ơi. Thì cái lô đất này á, nó rất thích hợp cho những anh chị nào mà muốn mà kiểu như là mình mua để mình kinh doanh nè, mình mua để mình mở quán, mở tiệm, hoặc là mình xây một cái dãy nhà trọ cũng rất là ok nha anh chị. Dạ rồi, thì em Hảo đã tới vị trí lô đất của mình. Rồi bây giờ em Hảo sẽ dừng lại và quay cho anh chị cô chú mình xem. Rồi, ở bên kia anh chị của chú mình có thấy là một cái quán ăn nữa, là quán ăn gia đình nha anh chị. Đó. Rồi, và bây giờ em Hảo sẽ giới thiệu chi tiết cái lô đất của mình cho anh chị của chú mình cùng xem nha. Rồi, lô đất của mình là nằm ở mặt tiền đường Hương Lộ 2. Đường này là mình chạy tầm khoảng là 300m, 400m nữa mình sẽ đi ra tới đường tỉnh Lộ 19. Đó. Và xung quanh anh chị thấy nè, dân cư rất là nhiều luôn. Đó, dân cư nhiều không? Cực kỳ nhiều, cực kỳ đông. Rồi, bây giờ em Hảo sẽ vô vấn đề chi tiết của lô đất của mình. Rồi, lô đất của mình thì nằm ngay vị trí này nha anh chị. Đó, đất của mình nằm ngay vị trí này. Đây, thấy không? Anh chị thấy không? Đó, có cấm trụ, cấm ganh rõ ràng là từ ngay cái trụ bên đó. Anh chị thấy cái trụ đó không? Đó, từ ngay cái trụ này ngang qua đây á là 9m và sâu xuống phía dưới á là 45m anh chị. Đó, 45m. Đây, bây giờ em Hảo sẽ vô quay đất cho anh chị của chúng mình xem nha. Đó, anh chị thấy không, đất thì rất là rộng rãi, rất là đẹp,
trên đất thì có những cái cây, anh chị thấy không, cây mai nè, đó đó, hai cây mai luôn, trong đó thì có thêm một cây nữa là cây nhãn, rồi rất là đẹp. Ở đây có một cây chăm thế nè, đó, một cây chăm đó. Đất thì em quay cho anh chị của chúng mình xem đó, ở phía sau á, ở phía sau anh chị thấy không, có ganh rượu rõ ràng luôn. Ở phía sau thì em thấy có trồng cây mít nữa anh chị, mấy cây mít nhỏ nhỏ người ta mới trồng. Rồi với cái diện tích là ngang là 9m, dài là 45m, hiện tại thì đã có là 50m2 hữu cư đó. Và đất này á thì chủ họ đang kêu bán, giá rất là ok, rất là thích hợp luôn anh chị ơi. Đó, họ kêu đang kêu bán với cái giá là 2 tỷ 450 triệu. À dạ, 2 tỷ 450 triệu nha anh chị. Với cái lô đất nằm ở trên mặt tiền đường này. Và đặc biệt nữa, đường này cũng là đường liên tỉnh. Đường liên tỉnh luôn nha anh chị. Và chủ họ đang kêu bán, nhưng mà cái vấn đề bây giờ đó anh chị là bây giờ là người ta nói là trong vòng 5 đến 6 tháng sẽ công chứng nha anh chị. Thì anh chị của chú mình đó, mình mua mình đặt cọc chứ đi, rồi xong cái họ làm giấy tờ cho anh chị của chú mình hết luôn, họ bao giấy tờ toàn bộ luôn đó. Thì anh chị mua xong anh chị để đi, rồi từ từ mình thanh toán sau, rất là thoải mái về vấn đề tiền bạc, rất là thanh thoảng cho mình luôn đó. Thì đất này á, từ đây á là mình đi tới khu công nghiệp Phước Đông là tầm khoảng là 3 cây số nha anh chị. Đó, mình đi tới khu công nghiệp Phước Đông tầm khoảng là 3 cây số. Và xung quanh đây thì tiện ích rất là nhiều, như là siêu thị nè, rồi chợ Phước Đông nè, rồi trường học nè, cấp 1, cấp 2, rồi mẫu giáo nè đó, và bách hóa xanh, điện máy xanh, nói chung là đầy đủ tiện ích luôn anh chị. Đó, xung quanh đây thì dân cư rất là đông. Anh chị mua lô đất này thì anh chị xây nhà, hoặc là xây nhà trọ, hoặc là mình mở một cái quán tiệm, quán bò hay quán gà gì đó mình kinh doanh, mình buôn bán cũng rất là ok nha anh chị. Dạ rồi, thì em sẽ giới thiệu đất tới đây thôi. Thì cảm ơn anh chị cô chú mình mà đã xem hết video này. Mà nếu anh chị cô chú mình quan tâm cái lô đất này thì hãy gọi cho em Hảo với số là 0849 388 455. Số Zalo của em Hảo cũng là số đó luôn anh chị. Và nữa là anh chị nào mà không có Zalo á thì anh chị hãy gọi cho, hoặc là hãy kết bạn Facebook của em. Facebook của em tên là Mai Hoàng Hảo. À dạ anh chị. Dạ rồi, thì anh chị cô chú ơi, thấy cái video này hay á thì hãy cho em Hảo một nút like, một nút subscribe, nút đăng ký kênh để em Hảo có nhiều động lực hơn để làm cho anh chị cô chú mình, làm video cho anh chị cô chú mình cùng xem. Cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại anh chị với lại video sau.